Đây các bạn này, Xiaomi Note 8 bị vỡ lưng này, các bạn có biết không? Vỡ lưng này rất là đơn giản thôi, chiếc Xiaomi này thay rất là dễ và chi phí rất là rẻ, chỉ hơn 100.000 các bạn thấy nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ cần lột cái lưng ra để chúng ta thay thôi. Bạn nào tay to thì cứ lấy dao lam lách thôi. Chị đi em đường nhá. Ở đây mình cho cái máy nướng này. Bật lên. Để trên này nhá. Đó, đợi mấy phút nó sẽ nóng lên và sẽ mình sẽ tách được cái lưng này. Rồi, bây giờ sờ lên nó sẽ nóng rồi nhá. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ tách cái lưng ra thôi. Mình sẽ dùng dao lam nhá. Đó. Lại vào đây, bởi vì khi bây giờ nó nóng rồi sẽ rất là dễ. Đó, thì mình sẽ tách nhá. Sau nhá. Đó, thì mình tách cái lưng ra đơn giản thôi. Thì cái máy này đã từng thay lưng một lần rồi, tách nó sẽ rất là dễ. Đó, chúng ta chỉ cần dọn sạch cái keo ở xung quanh thôi. Đây là cái vân tay của nó nhá, chúng ta bóc sang một bên này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ dọn sạch cái keo xung quanh để cho nó sạch sẽ nhá. Đó, mình dùng cái này mình lăn hết cái keo đi rồi. Rồi, dọn sạch keo rồi nhá. Đó, bây giờ cái lưng mới này các bạn này. Đây, cái lưng này bên mình đang thay cho khách có hơn 100 rồi. Đó. Thì cái lưng này nó sẽ sẵn cái cụm camera ở đây nhá. Đó, bình thường các bạn thay sẽ không có cái này nhưng mà bên mình sẽ có cái này. Nhưng mà cả khách cũng vừa mới thay xong rất còn đẹp ấy thì mình sẽ không cần phải ấy thay, bởi vì thay nó sẽ tháo hết cái cụm ra. Còn bây giờ là nếu mà có các bạn bị vỡ cả cái này thì mình sẽ thay cả cái này nhá. Rồi bây giờ mình không cần phải thay, mình sẽ bóc ra nhá. Đó. Đây, cụm camera mới này. Đó, thì trên này nó sẽ có keo sẵn. Thì chúng ta miết lại keo này thôi. Đó, để chắc chắn hơn ấy thì chúng ta sẽ lên dùng thêm keo vào đây nhá. Đó, đơn giản vậy thôi nhá. Đó, quan trọng nhất là cái vân tay này. Chúng ta sẽ lắp lại cái vân tay vào đây. Đó. Cẩn thận thì các bạn có thể dán cái vân tay đây, nhưng mình thì mình không cần. Bởi vì tí lắp vào nó lại khít mà. Lần sau sửa nó dễ. Bởi vì cái lưng này thì khách hàng người ta không dùng ốp mà nó nhanh bị vỡ lắm. Đó, đây chúng ta để vào thôi. Rất là đơn giản. Và các bạn có thể tự thay nhà được. Đó, thế thôi nhá. Bây giờ nó dán thế này rồi, để mà chắc chắn hơn một chút thì chúng ta sẽ lấy dây đi chúng ta buộc vào. Buộc vào để cho nó khô keo màu đen đi. Này, bây giờ mình dán nó sẽ, các bạn nhỏ keo vừa vừa nhé, nhiều quá thì nó sẽ bị tròi lên như này. Thì các bạn lau sạch cái mép đi. Sau này chúng ta sẽ quấn keo màu đen này thôi, quấn băng dính này thôi. Đó, để cho nó khô keo màu đen. Đó, lại đẹp bình thường, các bạn nhìn nhá. Đó, lại đẹp bình thường. Nha, rất đơn giản, hơn 100.000. Đồ Xiaomi rất là rẻ. Thế nên các bạn nào muốn sửa Xiaomi thì các bạn qua bên mình 170 Lê Chay nhá, hoặc các bạn cùng mình dưới video này để giải đáp các thắc mắc về sửa chữa nhá.